Soi chan thi nè ri o Rom rom. Cả nhà cùng theo Sen đi một vòng ở ngoài cánh đồng Châu Thành Trà Vinh nha. Ở đây rất là mát luôn. Sen thấy có một cái bắp chuối nè. Bắp chuối này nấu canh chua hoặc là làm gỏi ngon lắm cả nhà. Ở trong vùng này hầu như là người dân tộc Khmer đó cả nhà. Gió mát lắm cả nhà. Đây có mấy buồng chuối nè. Hồi nãy Sen đi ngang thấy nhiều người ta xuống người ta cắt lục bình đó. Ta cắt cái này ta phơi nắng, ta bán cho dựa để người ta làm túi xách đồ này kia đó cả nhà. Xung quanh cánh đồng chuối nhiều lắm luôn á. Mát cả nhà ơi. Dưới sông này có lưới xuống kéo cá không á. Sông dài cá lội đầy sông. Phải duyên vợ chồng ngàn năm cũng chờ. Hello cả nhà. Sen đang ở Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, ở vùng sâu vùng xa, đi cùng với Nguyễn Kha Kết Nối Yêu Thương, thăm một hoàn cảnh một em gái trẻ mới sanh em bé chưa được một tuần, đi về nhà sau đó bị co giật, đưa vô bệnh viện thì bác sĩ nói bị đứt mạch máu não. Bây giờ Sen vô bên trong hỏi thăm gia đình coi sự việc như thế nào, cả nhà cùng vô bên trong với Sen. Chú cho hỏi đây là gia đình của em gái, nghe nói là bị tai biến hả? Chú là cái gì của chị? Ba. Chú là ba. Là chị gái đó tên gì? Thái. Tên gì? Thái. 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 Bao nhiêu tuổi? Ba mấy. Ba mấy. Chị bị như thế nào? Đứt dây gì? Đứt dưới này. Có bị té không? Mới sinh được cái đựng. Mà trước đó có phát hiện bị bệnh gì không? Trước khi sanh á? Không biết nữa. Cũng biết nữa. Bác sĩ. Nói chung là cả nhà mấy người ở Trà Vinh, những người dân tộc Khmer của Sen đó, nhiều người người ta không có học hành nên là bệnh gì nhiều khi người ta không có rõ, cả nhà bác sĩ cũng có nói nhưng mà người ta cũng không có rành. Cũng theo Sen được biết thì Nguyễn Kha nói là sau khi sanh xong rồi đi về nhà thì bị co giật, sau đó đưa vô bệnh viện thì bác sĩ báo là bị đứt mạch máu não cả nhà. Đây là căn nhà tình thương của em gái tên Thái. Chú cũng không biết con gái của mình bao nhiêu tuổi, chỉ biết là ba mấy tuổi thôi đó cả nhà. Dạ, cô có nghe nói là bác sĩ đưa ra cái hướng điều trị như là cái khả năng bình phục của chị sao? Nói chung bệnh chưa tỉnh sao hết, còn gì. Dạ, cái này thì chắc có thể là con xin cái số điện thoại của anh thì con điện hỏi thăm thêm, chứ bây giờ cô cũng không biết tình hình sức khỏe của chị trở làm sao luôn. Dạ, bị mình không có được đi vài mắt giữ bé này. Cô có số điện thoại của chồng chị Thái không? Bên em Út bên này có, để hỏi ông ngoại đi kêu. Cô cứ ngồi đó đi. Được chứ. Mình đây có hầu mình Út gọi điện thoại mà nên tích mà. Ôi mình Út gọi điện thoại mà nên mới xong lịch côn. Dạ con thấy thì cô chú ở đây lớn tuổi rồi, cha của bé hiện tại bây giờ thì đang ở bệnh viện nuôi mẹ của bé. Thì trong khi đó là cô chú không có đi làm được, thì tiền sữa của bé hàng tháng như vậy là sao cô? Sáng mua 300 mấy. 300 mấy là tiền gì con? Mua cái gì? Tiền sữa. Là mua sữa hả? Dạ. Bữa đó con gửi tiền là chưa có mua hả? Dạ, mua được hộp. Dạ cô ơi, mẹ hôm nay con quay trở lại thăm chị Thái thì cũng có quý nhà hảo tâm hỗ trợ thêm tiền, rồi sau đây thì con sẽ thông qua danh sách. Chị Ngọc Trần 500 ngàn, chị Mây Hà 300 ngàn, chị Thấm ở Mỹ gửi 400 USD, con đổi ra tiền Việt Nam được 10 triệu 128 ngàn. Nhóm bạn của chị Sen Khmer bên Đức, chị Keo ở Đức 200 ngàn, chị Ngọc ở Đức 200 ngàn, chị My ở Đức 100 ngàn, tổng cộng với số tiền gửi cho cô ngày hôm nay là 11 triệu 428 ngàn.
11 triệu 400. 28 ngàn. 28 ngàn. Cho 11 triệu 450 ngàn. Bây giờ bà ngoại cũng vui. Vui thì hát luôn hả? Xoài chan thì nè ri ô nè. Róm róm. Bịt xa khá. Thưa bánh cá ná. Bằng sầm bánh thả ná. Ôi chua bồn trầy. Tình xóm ngờ mồm ồn ơi cầm ai miễn bởi đây. Chàm bằng thơ sắc say bằng tình làn thơ mây ôi ôn chiên liền. Vài dàn tiền đi ôn ơi bệt mi xa khá. Bà ngoại của cháu từ đó giờ chưa biết hát, lần đầu tiên hát đó cả nhà. Hồi nãy biết chị Sen vô Sen múa chung rồi. Chậm mẹ chậm chào. Sen quay lại một đoạn để giữ lại kỷ niệm, biết khi nào mà có dịp để vô đây nữa cả nhà. Bé này thấy cà rem đi ngang kêu ông ngoại nó bắt vô đó cả nhà. Sen mua cho một cây cà rem. Nhìn cà rem ngon quá à. Nhiêu cây vậy cà rem? 5 ngàn. À, lấy 4 cây, lấy hết luôn đi, lấy mấy cây. Rồi Sen cho 20 ngàn mua được 4 cây đó cả nhà. À. Đây là ông ngoại của cháu nó ở bên trong đó cả nhà. Đây em ngon á. Tắt mấy tủ lạnh đi. À, Sen hỏi có tủ lạnh bỏ vô trong tủ lạnh. Tốt là bình an suốt đời nha. À, thế mà chị riêng một bọt mới, chị riêng một bọt mới. Chị riêng bọt đi bọt. Chị riêng bọt ấy cơ bản nè. Bình nụ sạch bán à quay đặc tùng. Bờ ôn ninh bóng rong ghiêng cỏ đồn kinh lì. Mùi cu chọn xâm lập bóng xa rây. Cứ nhôm xoăn khách đầy. Khen tì nà dương tình nhỏ cớm bố chê sạch đà bố chân nâng ổng nà riêng bò ngari yếm sạch. Hay quá, hay quá. Ô con á, gia đình này cũng khó khăn nên là Sen chích 100 ngàn của keo ở bên Đức gửi cho gia đình này để mua gạo cả nhà. Sen thì cũng không có nhiều đâu, đi tới đâu thì chích ra một chút chút để cho họ mua được vài ký gạo thì họ cũng mừng á. Sen cũng chúc gia đình cô chú luôn nhiều sức khỏe nha. Dạ sự bình an, dạ sự bình an, chú dạ. Đưa cho ghé chụp.